Thì hôm nay là đang làm cặp nhung này. Cặp nhung này bự lắm, cặp nhung này là 9,7 lạng. Thì đang làm sắt lát sẵn cho một khách, anh tên là Hiếu, giờ đang chạy làm đưa anh Nguyên sắt lát hộ cho anh. Anh tin tưởng là anh là sắt lát hết, thì đang chạy sắt lát và gửi xe về cho anh trong ngày nhận được. Thì tiện cái video này ấy, thì đây cặp nhung này cực kỳ đẹp, nhung này 9,7 lạng cả nhà. Thì tiện cái video này ấy, thì mình sẽ làm nói về cái độ tuổi ấy. Độ tuổi chúng ta có thể sử dụng được nhung hiêu. Nhiều người lại cứ có một thói quen thế này, là cứ thấy đồ bổ là chúng ta lại liên tưởng đến là cứ phải già mới dùng được. Cái này là một cái suy nghĩ là sai, hoàn toàn sai. Đấy, tức là các đồ ngâm rượu, các mọi người liên tưởng đến các đồ ngâm rượu liên quan đến kiểu như rượu rắn này, rượu chăm này, hay là mấy cái cao hổ cốt, thì mấy cái đấy là thực sự là về xương khớp, nó mạnh về xương khớp thì đúng là phải đến độ tuổi già chúng ta nên dùng. Đấy, tại vì về già thì cái xương khớp của mình thì mới cần bổ sung dưỡng chất canxi nọ kia, kiểu mà trẻ thì cũng chưa dùng đến rượu rắn hay là cao hổ làm gì. Nhưng mà đối với cái nhung hiêu này lại khác. Cái nhung hiêu này khoa học của nó phân tích đến 26 axit amin dưỡng chất cơ, nó tốt, rất tốt cho cái sức khỏe của mọi người. Đấy, nên là nó có thể dùng được cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên là tại vì nó quá bổ, nó nhiều dưỡng chất nên là trẻ em thì chúng ta là nên là cho dùng từ 2 tuổi trở lên. Đấy, từ 2 tuổi trở lên thì chúng ta mới nên dùng. Cái tầm đấy là cái sự hấp thu cái độ cái những cái dưỡng chất bổ này thì nó mới tốt được. Thì đối với trẻ em thì chúng ta sẽ dùng nhiều lượng ít hơn, một tuần chúng ta dùng 2 lần 3 lần. Đấy, còn người lớn thì chúng ta có thể dùng ngày 1 lần hoặc là tuần chỉ tầm khoảng 3 đến 4 lần. Đấy, thì cái này là về tổng thể, là về sức khỏe mà nó nâng cái sức khỏe đề kháng bệnh của chúng ta lên là rất tốt. Trẻ em ấy mà tầm khoảng nhỏ nhỏ 2 đến 5 tuổi, mọi người cho các bé dùng cái nhung hiêu này với liều lượng vừa phải vừa đúng, thì cái sau này cái sức đề kháng bệnh của các cháu ấy, thì sẽ cực kỳ là tốt, các cháu sẽ đỡ ốm vặt, ít ốm vặt đi. Đấy, cái độ tuổi mà tầm khoảng 30 đến 38 tuổi thì cái lúc này thì mọi người làm việc căng thẳng này, làm việc căng thẳng hay mệt mỏi này. Đấy, thì sử dụng cái này nó cũng tốt, tại vì cái nhung hiêu này nó giúp mình ăn ngon ngủ tốt, bổ sung sức khỏe thì mình không nói làm gì là tại vì cái này nó quá là nhiều dưỡng chất để giúp cho sức khỏe này. Nhưng ngoài ra nó còn giúp này ăn ngon ngủ tốt, nó giảm stress của mọi người. Đấy, cái này đây là khoa học phân tích và mình nói lại thôi nhé. Đấy, thì mọi người dùng cái này vào buổi tối sẽ ngủ ngon và làm việc nó bớt căng thẳng rất nhiều, nó sẽ làm cho mình là gọi là thoải mái. Tại vì cái này nó nếu như phụ nữ dùng là cũng rất tốt, tại vì chính vì nó giảm, nó có những cái hàm lượng mà giúp chúng ta thư giãn như thế, và nó cũng có những cái hàm lượng mà chống lão hóa. Nên mọi người mà dùng cái nhung hiêu này sớm ấy, thì chắc chắn là trẻ trẻ rất là dai. Cái này là cũng được chứng minh bởi lịch sử rồi, nhiều người dùng rồi, chứ không phải là trang trại là quảng cáo. Đây là nhung hiêu sao nhé, trang trại là trang trại nhung hiêu sao Tín Tài, địa chỉ là ở Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đấy, mọi người ai mà có nhu cầu mua nhung hiêu cứ để điện thoại ở bên dưới phần bình luận, trang trại sẽ gọi và tư vấn chi tiết, hoặc liên hệ với số điện thoại là 0903 291 899. Đấy, thì đang nói dở cái phần tuổi trung niên ấy, thì mọi người dùng ngoài cái tốt cho sức khỏe thì cái phần mà sinh lý của nam giới, nữ giới cũng thế, là nó rất là hiệu quả. Cái này cứ phải sử dụng thì mới cảm nhận được thôi. Đấy, thì cái này nó có tiếng luôn. Cái này là nhung hiêu ấy, thì nó sẽ có ở trong bài thuốc, thành phần chính của bài thuốc mà cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, các thầy đông y là cũng thường hay đến lấy của trang trại về để làm thuốc. Đấy, và rất hiệu quả. Cái này rất hiệu quả, nó không phải hiệu quả 100% nhưng mà
tức là về cái tăng khả năng sức khỏe sinh lý là nó rất hiệu quả. Đối với cái người mà tầm khoảng 40 tuổi trở lên thì lại càng nên sử dụng cái này. Đấy, tại vì cái tầm 40 tuổi trở đi là cái sinh lý của mình nó đang giảm đi rồi mà. Đấy, nên là chúng ta cần phải bổ sung và giữ sức, cái sức khỏe đến tầm khoảng 40 tuổi trở lên thì chúng ta cần phải giữ và đảm bảo cho nó là có một cái sức đề kháng tốt nhất để chống được cái bệnh tật về sau, giúp là chúng ta có thể sống thọ hơn, sức khỏe tốt hơn và nó cũng rất tốt cho xương khớp nữa. Đấy, cái rượu rắm mọi người ngâm đôi khi chỉ ngâm chơi thôi, còn cái tốt cho xương khớp cái này là nó thật sự là nó tốt thật sự. Mọi người dùng là sẽ cảm nhận được. Ví dụ sau này mà tối chúng ta mệt ấy, chúng ta làm một cái chén ngâm rượu, chúng ta làm một chén nhỏ buổi tối, hầu như sáng dậy là mọi người có thể cảm nhận được cái tác dụng của nó. Cái nhung hiêu này gọi là nó có tiếng là ngày xưa thì chỉ có vua chúa mới được dùng, thì bây giờ trang trại là quy thành trang trại và nuôi số lượng lớn nên mới có để cung cấp ra ngoài thị trường. Đấy, đây là nhung hiêu sao, là một loại hiêu hầu như ngày xưa nhớ, nhưng mà không quy hoạch lại nuôi ấy, thì có khi bây giờ đối với ở Việt Nam chắc chắn là tuyệt chủng rồi đấy, trừ chắc là còn những cái nơi bảo tồn. Đấy, mà người già lại chúng ta càng phải sử dụng cái này. Nếu như mà có điều kiện thì các anh chị nên tặng bố mẹ một cặp thì nó ý nghĩa hơn nhiều so với chúng ta cho tiền xây nhà cho ông bà. Tại vì một cặp nhung hiêu ấy chúng ta dùng một lần thôi nhưng mà nó cái sức khỏe, nó sức khỏe cả đời. Đầu tư vào mình là đầu tư là khôn ngoan nhất mà. Đấy, thì ai mà có nhu cầu mua bố cho bố mẹ, tặng bố mẹ thì chúng ta nên nghĩ đến cái sản phẩm này, nó rất ý nghĩa về mặt sức khỏe. Đấy, là hầu như là ông bà nếu mà nghe thấy cái cặp nhung hiêu tặng con cái, tặng nhung hiêu thì ai cũng quý, ai cũng thích cả. Đấy, tại vì có khi mọi người, nhiều người còn chưa thấy cái sản phẩm này bao giờ. Thì trang trại làm video đến đây thôi, tức là cái mấu chốt của trang trại muốn nói đến đây là cái nhung hiêu này mọi người mọi lứa tuổi có thể dùng được. Nhưng mà lưu mình lưu ý một chút nhé, tức là vì cái sản phẩm này ấy, nó quá là bổ nên là những cái người mà bị cao huyết áp chúng ta không nên dùng. Những người cao huyết áp thì bác sĩ chắc chắn cũng sẽ tư vấn cho mọi người rồi, tức là những cái đồ bổ quá không nên dùng, kể cả nhân sâm. Đấy, ngoài ra mọi lứa tuổi chúng ta có thể sử dụng được cái sản phẩm này, rất tốt cho sức khỏe. Thì ai có nhu cầu thì cứ để số điện thoại ở bên dưới bình luận, trang trại sẽ gọi và tư vấn chi tiết. Cảm ơn mọi người đã đón xem video và hãy ấn like hoặc chia sẻ video giúp trang trại nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem video và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.